Xin chào các bạn. Hôm nay là Dara xin nói sơ về những cái bài học của mình trước đây là chính tác giả giáo sư Ngô Trân Lý đã lên tiếng là Dara đã vi phạm bản quyền và không cho mình tiếp tục những cái bài học trong cuốn sách. Nhưng vì một số yêu cầu của các bạn đã theo dõi cuốn sách này là từ đầu rồi. Do đó hôm nay là Dara mạo muội xin phép được tiếp tục bài cho đến hết cuốn sách này. Và trước đây là chúng ta đã học tới bài số 69 về phần dữ yếu lý lịch ha. Hôm nay là chúng ta cũng tiếp tục đọc bài số 70. Số 70 là nói về gia đình của chú Sâm ha. Đây là tập đọc nè, riêng án Krua xa rộp bọc bú Sâm ha. Krua xa rộp bọc bú Sâm. Trước khi Dara nghĩ trước khi chúng ta đọc bài, chúng ta sẽ học từ vựng trước đi cho nó chắc ăn ha. Vì từ vựng nó cũng đóng vai trò quan trọng nữa. Đây. Từ vựng ha. Po, cái này là pos ấu pơ. Mo chân nó mà nó nó sẽ nè ngó. Có mà nè ha, mà nè là một người. Chữ bon là con cả, con lớn, con đầu tiên á. Một cha là chủ, bằng top là kế, quyết sau hoặc có là kỹ sư, phnek là ngành, bò bùm là in ha, vậy là phnek bò bùm là ngành in. Và đây chúng ta sẽ học thêm, cho các bạn đợi chút nha. Cái đây là cam mà có là công nhân ha, ruộng chắc là nhà máy, pollet là sản xuất, khe nẹt ní đọc theo ballet, cái này là khe nẹt ní là kế toán, phe sạch chia là nước giải khát, aharon là nhập khẩu, niharon là xuất khẩu ha. Đây đó. Đây, cách tình nhu là hiếu thảo. Cách tình nhu hiếu thảo, mình đe là chẳng bao giờ. Chlo, bro kẹt là cãi vã. Thớp, tụ bấy là mặc dù. Riêng rồi khe là hàng tháng. Tèn tế là thường, lui cát tiền bạc. Núm chồng nấy là bánh trái trên nít là luôn luôn, bình tiến là lễ lộc. Mà đoan, cái này là cái dấu này mình đọc hai lần, cái từ đứng trước mình giống như là chữ mà đoan, mà có dấu thế này chúng ta sẽ đọc mà đoan là mỗi lần, sạch nhất là bà con ha. Do nữa và bây giờ chúng ta sẽ vô bài đọc ha. Pu som, pu là chú, som là tên riêng ha. Vậy là krua sa robas pu som là gia đình của chú som. Pu som mien kon pro 3 neak, tức là chú som có 3 người con trai. Neng kon srei pơ mneak và có một đứa con gái út. Kon pro chbon, kon pro là con trai đầu. Ayu tuổi 30 chnam. 30 tuổi, mà chạc hàng lọc tù rửa sắp mùi thống nơi rạch thị nụ Hà Nội. Là chủ cửa hàng điện thoại lớn ở thành phố, ở thủ đô Hà Nội. Rạch thị ní là thủ đô Hà Nội ha. Côn pro bằng top, tức là con trai kế tiếp ha. Chia vị ha, vị xạ và có là kỹ sư phnek bọc búm, kỹ sư ngành in. Con pro mùi tiếc là còn đứa con trai nữa. Chia cầm mà có ruông chát pilot spec trường, cứ là công nhân công ty sản xuất giày dép ha. E con sri pớ còn là đứa con gái út. Chia pro thiên khẽ nạ ní rồi bọc rùm hứng pilot phê sạch chết Aharon, Niharon, tức là đứa con gái út, còn đứa con gái út là kế toán trưởng của công ty sản xuất
sản xuất nhập khẩu, xuất nhập khẩu, không phải, công ty sản xuất nước giải khát xuất nhập khẩu. Cái này là pesachet là nước giải khát ha, pesachet là nước giải khát. Tới đâu rồi? Oh, sorry. Lâu quá. Con tặng buồn nạc rồi bỏ bù sống sờ lành cái nía nâng che chui cái nía từ viên từ một là trời ơi. Những đứa các con tất cả bốn đứa con của chú sông biết thương yêu lẫn lẫn nhau và biết giúp đỡ lẫn lẫn nhau. Mình để chlo pro ke kania te chưa bao giờ chúng biết cãi vã nhau. Buộc vía nơ toàn miền cạn tình nhú trong po ở buộc mà đài thiệp phong. Chúng nó còn có lòng hiếu thảo với cha mẹ của mình nữa. Tốt bấy con phù xóm, mặc dù con của chú xong nơ thuê cá nơ ngáy bị té cột đôi, mặc dù là chúng nó đi làm ăn ở xa nhà. Riêng rồi khé buộc vía tên tệp nhờ sầm bớt nhờ lưu cát nôm chậm nấy một chùn phù xong chế nít là cái gì. Hàng tháng chúng nó luôn luôn gửi thư từ nè, tiền bạc nè, bánh trái về cho chú xong. Bên tiền mà đón mỗi lần có lễ lộc buộc vía khật khóm vui một chuộc chúng kia giờ chúng nó cố gắng trở về sum họp đơm bí xua sọc tốt ưu bốc mà đái mìa miếng nâng bom ốn sạch nhất nếu chịch ngài phong là cố gắng về sum họp ha để mà hỏi thăm cha mẹ cậu gì và bà con lối xóm và bà con họ hàng lân cận. Như vậy là bài số 70 đến đây là kết thúc rồi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở số 71. Các bạn nào muốn xin giáo án của cuốn sách này thì các bạn gửi mail cho Dara ha. Dara Kiên 1979@gmail.com. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau. Chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn đã theo dõi những bài học của mình. Xin cảm ơn và xin chào.